vẫn đỏ hơn son. Quý Mão 1963, từ năm 62 tới 70 tuổi, chúng đậm nhiều tỷ, đổi đời sang giàu phú quý tới già. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng. Nó chi phối hầu hết như tất cả mọi mặt của cuộc sống. Cho dù hai người là anh chị em sống chung một nhà đấy thôi, nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì của cải bao la bát ngát, sống sung túc đủ đầy, sắm nhà lầu xe sang. Dù cũng là do số mệnh của mỗi người là khác nhau, dân gian có câu sống chết có số, phú quý do trời. Vì thế mà việc nắm bắt được vận trình tử vi sẽ phần nào định hướng cuộc sống của chúng ta, đường đi nước bước cho bản thân để đón được cát lành, tránh được điều dữ. Và trong video ngày hôm nay, Tử Ti sẽ chia sẻ đến quý mệnh chủ tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, vận trình tử vi từ năm 62 tuổi đến năm 70 tuổi sẽ ra sao. Xin mời quý vị hãy chú ý lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Trước tiên, Tử Vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. Một, đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Quý Mão 1963. 2. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 62 tới năm 70 tuổi. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết dưới đây. Một, đặc trưng tính cách vận mệnh của tuổi Quý Mão 1963. Người tuổi Quý Mão năm sinh bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến hết ngày 12 tháng 2 năm 1964. Trong khi đó, theo lịch âm, năm này kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 1963 đến ngày 29 tháng 12 năm 1963. Theo phân tích, theo thiên can và địa chi, người sinh năm 1963 có thiên can là Quý và địa chi là Mão. Do đó, tuổi của họ được xác định là Quý Mão, tượng trưng cho hình ảnh con mèo trong hệ thống ngũ hành. Thiên can Quý thuộc hành Thủy, trong khi địa chỉ Mão thuộc hành Mộc. Tổng quan, những người tuổi Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo trong cuộc sống và trong công việc. Những người tuổi Mão đều là những người có con mắt tinh tế, biết cảm thông, họ ghét bạo lực và luôn tìm kiếm sự thanh bình. Họ là những người có tài yêu cái đẹp, rất biết cách thưởng thức cái đẹp và ham mê giàu sang. Người tuổi Mão có tài nói năng lưu loát, thích giao thiệp, nhưng họ cũng thích bịa chuyện, nhưng cách bịa đặt rất tài tình. Tính cách người tuổi Mão thuộc loại người sống nội tâm, ưu tư, rất dễ mủi lòng hay thậm chí rất dễ rơi nước mắt. Họ cố tỏ ra thờ ơ, hờ hững trước những lời nhận xét của người khác, nhưng thực ra họ lại hoàn toàn suy sụp khi bị phê bình. Người tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương vô bờ dành cho gia đình. Gia đình là nguồn động lực thúc đẩy dành cho họ. Họ rất dịu dàng và gần gũi với những người họ thực sự yêu mến, nhưng lại vô cùng thờ ơ, vô tình, thậm chí là làm tổn thương với những người họ không thích. Tính cách người tuổi Mão vừa dịu dàng, tào nhã cũng vừa buông thả bừa bãi. Những người tuổi Mão thường đặt ra mục tiêu cho mình rất rõ ràng, cụ thể, với khả năng thích nghi tốt, nhanh nhẹn và thận trọng. Khi những mục tiêu và cố gắng của họ luôn đạt được nhiều thành công, cuộc sống có chút thăng trầm, của cải có lại hết. Khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều, có số phú quý, học hành thành đạt, thông minh khéo léo, cử chỉ lời nói mềm mỏng dịu dàng, xử lý khôn ngoan nếu sinh vào giờ tốt. Đặc biệt, người tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn, người làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên lại hay đa tình do sự bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn đối với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến cuối đời, bởi họ luôn cẩn trọng mọi việc, biết suy nghĩ tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt. Sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu tiền bạc đến cuối đời. Người này bên ngoài thích ôn hòa, bình an, nhưng bên trong rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích tới cùng. Họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề, nhưng hay bỏ dở dang,
người này có năng khiếu khoa học xã hội và chính trị, nếu là người thiện thì nam mềm mỏng, lịch sự hòa nhã, có tài khéo léo được người đời tin tưởng, nữ thì dịu hiền đảm đang có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vô tư, không vụ lợi. Tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp, vào thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đầy đủ và an nhàn sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ tạo được nhiều điều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Gia đạo của nam giới, tuổi Quý Mão có nhiều tốt đẹp, vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng về gia đạo và hạnh phúc, con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi, con đường sự nghiệp gặp nhiều tốt đẹp, cuộc sống về vấn đề tiền bạc cũng tốt đẹp. Tuổi Quý Mão nữ mệnh có cuộc đời tốt đẹp, vấn đề tình duyên, tài lộc, công danh và sự nghiệp đều rất tốt và có nhiều cơ hội để phát triển về nghề nghiệp. Thời kỳ tiền vận, trung vận và hậu vận đều có cuộc sống sung sướng, không cực khổ lo lắng. Phần gia đạo có nhiều điều tốt đẹp, phần công danh được lên cao nhanh chóng vào thời tiền vận và trung vận. Và bây giờ là vận trình vận mệnh tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tiết Lập Xuân, thường là những người có vận khí tốt, tuy nhiên đầu óc thường phải lo toan, tính toán, khó được an nhàn, cuộc đời họ hay bôn ba khắp chốn ít được an yên. Tháng 2 âm lịch, người sinh vào tháng này có cuộc đời khá thăng trầm, nhiều khó khăn khi còn trẻ, nhưng sẽ được hưởng phúc đức khi về già. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, thì tuổi Quý Mão 1963 có thể là những người sẽ nắm giữ tài khí rất cao trong công việc trên con đường sự nghiệp của mình. Tháng 3 âm lịch, họ là những người có tính cách hòa đồng, năng động, có nhiều bè bạn, quý nhân phù trợ. Tuy ra đời với hai bàn tay trắng, chịu nhiều vất vả, nhưng tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn. Tháng 4 âm lịch, người sinh vào tháng này có ý chí nhưng hơi thiếu quyết đoán, là người có vẻ ngoài nổi trội, nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình đầm ấm, con cái hiển vinh. Tháng 5 âm lịch, người sinh vào tháng này sẽ là người nho nhã, lễ phép, được nhiều người yêu quý, cuộc đời và sự nghiệp của người này rất hanh thông, cuộc sống dư giả, cuối đời gặp may mắn. Tháng 6 âm lịch, những người sinh vào tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 1963 thường có tài quản lý, sự nghiệp hưng vượng, mọi việc thành công như ý. Họ là những người thông minh, giỏi kiếm tiền, họ có khả năng về tính toán rất tốt, đón nhận nhiều tài lộc của cải dư giả. Tháng 7 âm lịch, cuộc sống của họ rất tốt bởi họ sẽ là người đáng tin cậy, vừa có tài, vừa có trí, dễ làm nên nghiệp lớn, nhất là nữ giới. Cuộc sống và sự nghiệp sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Tháng 8 âm lịch, thông minh linh hoạt, nghĩa hiệp là những đặc điểm nổi bật của những người sinh trong thời điểm này. Tính cách này giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tháng 9 âm lịch, số mệnh người này khá tốt, gia đạo bình yên, vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, cần khắc phục tính dễ nản chí mỗi khi gặp khó khăn. Tháng 10 âm lịch, có vài hiểm nguy bất ngờ xảy đến, nhưng đa phần những người này sẽ kiên trì vượt qua, là người có số trường thọ, cuộc sống sung túc. Tháng 11 âm lịch, cuộc sống khá may mắn, cuộc sống của họ thường rất thuận lợi, họ không cần phải quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, cuộc sống đầy đủ, sung túc. Tháng 12 âm lịch, vận mệnh những người này đòi hỏi phải thật cố gắng, kiên trì thì mới có thể thành công. Ngoài ra, nên cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè xem bói ngày sinh, hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Quý Mão 1963. Thực sự là thông tin thú vị cần thiết mà bạn mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, kênh Tử Vi xin đưa ra dự đoán hung cát để từ đó thành cơ sở. Luận số mệnh người tuổi Quý Mão, sinh ngày mùng 1, là người thông minh, hiếu động, tính cách trung hậu, chính trực, trọng nghĩa khinh tài, thích giúp người khác. Người này tấm lòng lương thiện, nhiều phúc đức lại có tài cán, làm việc chăm chỉ nên cuộc đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Quý Mão sinh ngày mùng 10, có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn, cả tình lẫn tiền đều như ý. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 17, tính cách trung hậu, hiền lành, nam thanh nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh và lợi, gia trạch hài hòa, hạnh phúc. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 22, có nhân duyên rất tốt,
nam mệnh cưới vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ, càng ngày càng tốt đẹp. Người tuổi Quý Mão, sinh ngày 26, có năng lực xuất, chúng thông minh nhanh nhẹn, giỏi về tính toán và chuẩn bị một đời vinh hiền, đạt nhiều thành tựu, tuổi già an ổn, hưởng thọ lâu dài. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 27, thông minh, hiếu học, có trí lực phi phàm, một đời vinh hiền, làm rạng danh tổ tiên, đường tình duyên hòa hảo, vợ chồng thuận lợi, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 28, có đường hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, có số xuất ngoại, đi xa sẽ phát triển nhưng phải chạy đông, chạy tây, di chuyển nhiều, trung vận công thành danh toại. Người tuổi Quý Mão sinh ngày 29, nam mệnh khôi ngô tuấn tú, đường quan lộ rộng mở, đạt thành sự nghiệp, nữ mệnh thông minh, thiện lương, giỏi giang đảm đang việc nhà. Là người vợ hiền, người tuổi Quý Mão sinh ngày 30, tự lập làm việc, mưu tính phát triển, sau trung niên sẽ thành công, gia nghiệp thịnh vượng, tuy tài lộc không phải xuất sắc, nhưng cũng dư giả, tuổi già phồn hoa, số mệnh phúc thọ. 2. Vận mệnh người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 62 tuổi tới năm 70 tuổi bước vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ Quý Mão 62 tuổi. Theo lịch âm dự đoán, đây sẽ là một năm vừa thách thức lại vừa thành công đối với tuổi Quý Mão. Họ sẽ vượt qua được hết trở ngại bằng sự lạc quan và nỗ lực của mình. Khả năng giao tiếp và kết nối với người khác sẽ giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp. Đời sống tình cảm của họ cũng có những chuyển biến tốt đẹp trong năm nay. Vì vậy, việc bày tỏ cảm xúc và tình cảm là điều cần thiết. Cần lưu ý, năm nay, người tuổi Quý Mão có thể xảy ra mâu thuẫn với những người thân khác trong gia đình. Vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có thể trực tiếp ra tay làm lớn sẽ gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng. Bạn phải trả giá, chú ý đến việc kiềm chế tính khí xấu của cá nhân bạn. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, phải đặt sức khỏe lên hàng đầu trong năm nay và không được nghĩ đến những chuyện lộn xộn khác. Bất cứ khi nào nhận thấy cơ thể mình có điều gì đó không ổn, bạn phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Bước vào năm 2025, Ất Tỵ mệnh chủ Quý Mão đã bước sang tuổi 63, nhờ sự tương trợ tốt, vận trình của bạn tốt. Tuy nhiên, do trẻ khí quá lớn khiến tâm trí bạn dễ rơi vào tình trạng bất an, công việc, sự nghiệp được quý nhân giúp đỡ phát triển thuận lợi về tài vận, có thể tiến hành đầu tư, nhưng cần suy xét cẩn trọng, tránh tổn tài. Về sức khỏe nam giới, chú ý các vấn đề liên quan tới chứng đau lưng, đau vai gáy, chú ý an toàn giao thông. Nữ giới chú ý bệnh phụ khoa, tỳ vị và các bệnh liên quan đến phần đầu. Mối quan hệ vợ chồng có thể gặp phải sự hiểu lầm hoặc có phần lạnh nhạt. Bạn cần hết sức chú ý cân đối thời gian, quan tâm tới các mặt của đời sống. Vào năm 64 tuổi, tức năm Bính Ngọ 2026, mệnh chủ Quý Mão về sự nghiệp có chuyển biến tốt, kể cả người làm công chức hay tự do, đầu năm chưa có tiến triển, cũng không nên nóng vội, bình tĩnh đánh giá tình thế, tìm kiếm thời điểm thích hợp. Càng về cuối năm, sự nghiệp sẽ khởi sắc hơn, uy tín năm nay cũng được nâng cao. Do đó, người tuổi Quý Mão có thể hợp tác với đối tác mới, tăng thêm sức mạnh để thành công. Cần chú ý đến phương thức hợp tác, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến công việc. Về tài vận, không được nhiều, người làm công chức có thu hoạch tốt hơn người làm kinh doanh, đầu tư công sức nhiều sẽ thu hoạch nhiều, tương xứng với công sức bỏ ra, có hướng phát triển bên ngoài, đầu tư xa sẽ có lợi, cần kinh doanh thành tín, sẽ có thu hoạch khá hơn, đầu tư chứng khoán hay những lĩnh vực mạo hiểm sẽ có rủi ro, dễ tổn thất, cẩn thận khi hợp tác với người khác. Ngoài ra, trong năm nay, mệnh chủ không có bệnh tật nghiêm trọng, chỉ có dễ bị tổn thương chân tay. Người tuổi Quý Mão nếu lái xe cần chú ý tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu vì dễ có tổn thương ngoài ý muốn, gan dễ bị ảnh hưởng nên cần tăng cường tập luyện, nâng cao thể chất. Về chuyện tình cảm dễ thay đổi thất thường, người đã kết hôn có gia đạo bình an, vợ chồng hòa thuận, cần tránh đào hoa, đôi khi bạn bè hay đối tác khác giới có thể gây ra hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Vào năm 65 tuổi, tức năm Đinh Mùi 2027, mệnh chủ Quý Mão có con đường công danh gặp nhiều thuận lợi, có khả năng thăng chức, được cấp trên và người đi trước tin dùng hỗ trợ. Nếu nắm chắc thời cơ, nhất là vào mùa thu sẽ có những tiến triển vượt bậc,
Nếu biết hợp tác với mọi người, sẽ càng có đột phá lớn, tài vận khả quan, nhất là có thêm nhiều khoản thu nhập bên ngoài, phần thưởng phụ thêm, người làm viên chức hay tự kinh doanh có cơ hội tốt hơn. Tuy vậy, chi phí cũng nhiều hơn, đầu tư cũng thuận lợi, có thể góp vốn ký kết hợp tác làm ăn. Với người làm ăn kinh doanh nên chú trọng bố trí phong thủy ở khu vực thu ngân để tăng tài lộc. Bên cạnh đó, phương diện sức khỏe cơ bản tốt nhưng mệnh chủ hãy chú ý việc đi lại, kẻo dễ bị tổn thương ở chân tay, như ngã, trượt chân, cũng chỉ là tổn thương nhẹ ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Bệnh cũ cũng có khả năng tái phát, nhất là mùa xuân nhưng cũng không ảnh hưởng lớn. Nên tập luyện và đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thường xuyên hơn. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc. Tuy vậy, vẫn cần chú ý vun đắp, không để cho kẻ thứ ba có cơ hội can dự. Vận trình từ năm 66 đến 70 tuổi của mệnh chủ Quý Mão 1963, thời điểm này là lúc mệnh chủ nghỉ ngơi, ăn hưởng tuổi già, sống một cuộc đời hậu vận, sung túc đầm ấm, quây quần bên con cháu, triển vọng khá tốt về hy vọng tốt đẹp và con cái có đầy đủ khả năng để tự tạo lấy cuộc sống hoàn toàn, yên bề gia thất. Đừng quá lo lắng nhiều cho con cái, hãy chịu khó chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm lo cho mình nhiều hơn nữa. Tuổi Quý Mão tạo được nhiều tốt đẹp và nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống. Nếu làm điều gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, làm phước đức thì sẽ gia tăng niên kỷ. 3. Tương sinh tương hợp vào nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Theo quan niệm phong thủy, bất kỳ mối quan hệ nào giữa người với người đều được tác động từ sự hợp khắc về tuổi tác. Cho dù là người thân, bạn bè, vợ chồng hay đối tác làm ăn, thì khi đôi bên hợp tuổi sẽ giúp mối quan hệ đó bền chặt, hòa thuận tốt đẹp. Đối với người tuổi Mão thì họ sẽ hợp với các tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Trong đó tuổi Tuất là tuổi tương hợp mạnh mẽ nhất với tuổi Mão, do đây là một bộ đôi nhị hợp. Còn Mùi, Hợi là hai tuổi nằm trong bộ tam hợp. Mùi, Mão, Hợi còn được biết đến là bộ ba lịch thiệp ngoại giao tốt. Tuổi Quý Mão 1963 thuộc hành Kim, có mối quan hệ tương sinh, thổ sinh kim. Do đó, trả lời cho câu hỏi sinh năm 1963 hợp màu gì thì đó chính là màu sắc chủ đạo của hành Kim, thổ. Cụ thể, lời giải đáp chính xác cho thắc mắc nam, nữ sinh năm 1963 hợp màu gì, đó là màu hành Kim, màu trắng, xám, màu hành thổ, màu nâu, vàng. Tương tự như màu sắc, các con số cũng mang ý nghĩa xung khắc khác nhau, tùy theo bản mệnh của mỗi người trong ngũ hành. Theo đó, các con số may mắn của nam nữ Quý Mão 1963 sẽ bao gồm những con số đại diện cho hành Kim, hành thổ, do thổ sinh kim. Số may mắn hành Kim số 6, 7, số may mắn hành thổ, số 0, 2, 5, 8. Người tuổi Quý Mão 1963 có thể sử dụng con số may mắn ở trên để mua sim điện thoại phong thủy, mở tài khoản ngân hàng, đều giúp kích hoạt tài lộc, đón nhận vận may về tiền bạc, cuộc sống thuận lợi như ý. Ngoài ra, một trong những điều khiến nhiều người quan tâm đến phong thủy, đó chính là để xác định phương hướng phù hợp, sao cho thêm may mắn thêm phúc khí. Nam mạng hướng hợp, đông nam, sinh khí, nam, phúc đức, đông, thiên y, bắc, phục vị. Hướng không hợp, tây nam, tuyệt mệnh, đông bắc, ngũ quỷ, tây, họa hại, tây bắc, lục sát. Nữ mạng, hướng hợp, đông bắc, sinh khí, tây bắc, phúc đức, tây, thiên y, tây nam, phục vị. Hướng không hợp, bắc, tuyệt mệnh, đông nam, ngũ quỷ, đông, họa hại, nam, lục sát. Ngoài ra, mệnh chủ sinh năm 1963 Quý Mão có thể tham khảo chọn tuổi phù hợp, cụ thể như sau: nam mạng, trong làm ăn, Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Lựa chọn vợ chồng, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu tuổi Kỵ, Nhâm Tý và Canh Tý. Nữ mạng, trong làm ăn, Quý Mão đồng tuổi, Ất Tỵ, Đinh Mùi. Lựa chọn vợ chồng, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu tuổi Kỵ, Nhâm Tý và Canh Tý. Bên cạnh đó, việc sử dụng vật phẩm hộ mệnh sẽ giúp mệnh chủ gặp được nhiều điều may, đại cát, đại lợi trong mọi việc. Do đó, khi lựa chọn vật phẩm hộ mệnh, ta cũng cần chú ý về các yếu tố phong thủy,
Do nam nữ tuổi Quý Mão mang mệnh kim, nên sẽ rất phù hợp nếu bạn chọn sử dụng vật phẩm có màu sắc, chất liệu thuộc bản mệnh của chính mình hoặc thuộc hành thổ. Dưới đây là một số gợi ý về vật phòng hộ mệnh mà tuổi Quý Mão 1963 có thể tham khảo. Tượng linh vật, bạn có thể lựa chọn trưng bày mẫu tượng hình mèo, loài linh vật đại diện cho tuổi Mão. Lưu ý là nên chọn chất liệu kim loại hoặc gốm sứ thạch cao, vòng tay phong thủy. Một vài loại đá mà bạn nên lựa chọn có thể kể đến như đá thạch anh tóc vàng, đá mắt hổ vàng, đá hổ phách, đá xà cừ, dây chuyền phong thủy. Cũng tương tự như vòng tay phong thủy, bạn nên cân nhắc lựa chọn mặt dây chuyền được chế tác từ những loại đá phong thủy hợp mệnh được gợi ý trên. Với mệnh là kim, mệnh chủ cũng có thể lựa chọn mặt vật làm từ đá mã não trắng, tường hợp hoặc đá mắt hổ vàng, tương sinh để kích thích tính cách và năng lượng tích cực cho bản thân. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương để tạo ra một sự liên kết tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, tinh dầu từ trầm hương được biết đến với những tác dụng hỗ trợ, bổ nguyên xương, an thần và đem đến năng lượng tích cực cho người đeo. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Vận đỏ hơn son, Quý Mão 1963 từ năm 62 tới 70 tuổi, chúng đậm nhiều tỷ, đổi đời sang giàu phú quý tới già. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.